Trong số những người đi theo ông Thích Minh Tuệ, có một người sở hữu vẻ ngoài bặm trợn, dữ tợn. Người đàn ông này có ngoại hình khá giống với hình ảnh miêu tả của vị hộ pháp nổi tiếng nên được dân mạng gọi là hộ pháp Kim Cang. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh liên quan đến một người đàn ông khoác áo tu đi dọc đất nước tên Thích Minh Tuệ. Theo chia sẻ, ông Thích Minh Tuệ là một người tự tu khổ hạnh nhiều năm qua nhưng đến gần đây mới trở thành hiện tượng hot trên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng ở mỗi nơi ông đi qua. Trước đó, chỉ có mỗi ông Thích Minh Tuệ tu tập khổ hạnh. Ông thường lặng lẽ đi khắp nơi, đến tối sẽ trú tạm ở nghĩa trang hoặc nơi vắng vẻ nào đó chờ đến bình minh mới tiếp tục hành trình. Sau khi hình ảnh ông Thích Minh Tuệ nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người đã học theo cách ăn mặc của ông và mang theo một nồi cơm điện cùng một số vật dụng đi theo chân của ông Thích Minh Tuệ. Trong đó, có một người đàn ông có đôi bàn tay to, vẻ mặt hầm hố, bặm trợn được cộng đồng mạng hay gọi là hộ pháp Kim Cang. Vậy người này là ai? Theo tìm hiểu, hộ pháp Kim Cang có tên thật là D.B.B, sinh năm 1982, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông P, ngoài mặc trang phục và ôm ruột nồi cơm điện tương tự ông Minh Tuệ, còn có lúc đeo cặp kính râm. Thậm chí, ông P có lần còn lớn tiếng xua đuổi những người lạ mặt đi theo ông Thích Minh Tuệ và có dáng vẻ là người đi theo để bảo vệ ông Thích Minh Tuệ. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, anh K, người được giới thiệu là cháu của hộ pháp Kim Cang, cho biết ông P quê gốc ở Hải Dương trong gia đình có đông anh em. Mẹ ông P mất sớm, người đàn ông này có thời gian làm mỏ than ở Quảng Ninh đã mua được nhà tại vùng đất mỏ nhưng chơi bời nợ nần. Ông P đã bán nhà và cùng vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 rồi thuê nhà trọ sinh sống và bán hàng ở ven đường. Anh K chia sẻ thêm, ông P không phải là người tu tập. Người đàn ông này đi theo ông Thích Minh Tuệ với mục đích dọa đi tu để gây sức ép với gia đình bởi những việc ông này từng làm ảnh hưởng tới mọi người. Chú ấy có phải doanh nhân, doanh nghiệp gì đâu, vẫn đang thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ con thì vẫn đang khổ cực ở nhà chứ có sung sướng gì. Vợ chú ấy không có công ăn việc làm chỉ ở nhà làm may thuê nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa 4 tuổi bị tự kỷ chậm nói khổ lắm. Bản chất chú ấy không phải cục cằn, thô lỗ đến vậy. Chả hiểu sao lại thế chỉ khổ vợ con ở nhà, anh K nói và cho biết gia đình ông P rất mệt mỏi về việc này. Anh K cũng cho rằng chú mình đi theo ông Thích Minh Tuệ với lý do riêng nhưng ai nói đi tu cũng tu được đâu. Làm gì có Phật nào dạy bỏ vợ bỏ con để đi theo ông Minh Tuệ. Đi như thế là theo tâm lý đám đông, là A-dua chứ có phải tu đâu, chỉ khổ người trong gia đình, như thế không phải là tu, anh K nói. Theo nam thanh niên, gia đình rất bức xúc vì ông P bỏ bê vợ con nên muốn nói lên sự thật để người này hồi tâm chuyển ý quay về, đừng để vợ con ở nhà suốt ngày khóc lóc. Chú ấy đi để vợ con ở nhà khổ thế thì không phải là tu. Nhiều người đi mục đích vì nổi tiếng, chú ấy đi chả mục đích gì ngoài tạo sức ép cho gia đình, còn mang tiếng xấu bỏ vợ con ở nhà, xua đuổi người khác. Còn đi để bảo vệ ông Tuệ, thực chất thì có ai làm gì ông Tuệ đâu mà cần phải bảo vệ, anh K, bức xúc. Trên thực tế, trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, thầy Thích Minh Tuệ từng khẳng định không cần ai đi cùng để bảo vệ mình, nhưng cũng không cấm cản người khác đi theo. Ông vẫn thường nói chuyện với những người đi theo rằng nhớ phải xin phép gia đình, khi nào không muốn tiếp tục có thể trở về nhà.